Okay, so before we go into the next lesson, we will review what we studied. Okay, I will share the screen. Rồi trước khi mà mình bắt đầu bài học mới thì cô sẽ ôn tí xíu về cái bài học cũ hôm thứ tư vừa rồi ha, để bạn Sơn nhớ lại kiến thức và để bạn Lâm có thể tiếp cận được với lại cái bài cũ luôn ha. Đợi cô xíu. Rồi. This is our old lesson. Okay, Lâm thấy không Lâm? Thấy được màn hình cô chiếu không? Dạ hay. Rồi. Hôm vừa rồi chúng ta học lesson 5 skills time. Okay. We had four parts, okay? But we just studied three parts and part 4 will be your homework in next week. Ok, in this week, ok. Nè, hôm vừa rồi á, chúng ta học bài 5 ha, Skills Time ha. Là cái bài này chuyên về học về reading ha. Chúng ta sẽ có một cái bài đọc ở đây. Và chúng ta sẽ chỉ học 3 phần của bài này. Còn bài 4 là cô đã thống nhất với lại bạn Sơn là sẽ là bài tập về nhà cho các bạn của tuần này. Tuần sau mình sẽ nộp ha. Nên bây giờ cô ôn lại bài cũ thì Lâm chú ý ha, để mình về mình có kiến thức để mình làm bài 4, làm bài tập về nhà ha. Ok không? Rồi. Rồi. Bây giờ Lâm trả lời, bây giờ cô Lâm trả lời cho cô một câu hỏi như thế này ha. Yeah. Answer my question. What do you eat for breakfast? Đây. This question. Please answer for me. What do you eat for breakfast? Rồi. Ok. Lâm có hiểu câu cô vừa hỏi không? Yeah, hiểu được một chút. Rồi, hiểu được một chút ha. Có bất cứ từ nào mới không? Dạ có. Đúng rồi, từ mới là từ breakfast, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng rồi, breakfast là gì? Rồi, breakfast là gì nhỉ Sơn ơi? Sơn nói cho bạn Lâm biết nè. À, breakfast này lớp 2 đã học chính là, nhắc lại nào, chính là bữa ăn sáng. Đúng rồi, breakfast là bữa ăn sáng ha. Bởi vì hôm vừa rồi bạn không có học nên mình phải giúp đỡ bạn, hiểu không? Rồi, breakfast là bữa ăn sáng ha Lâm. Đã theo kịp chưa? À, từ nào mới thì mình ghi nghĩa vào trong sách giúp cô ha. Rồi, đợi cô xíu nha. Cái Foxy Reader này nó đang bị lỗi. Các bạn còn thấy màn hình của cô không vậy? Dạ còn. Ok. Great. Ok, rồi. Rồi, vậy bây giờ Lâm có hiểu được cái câu hỏi này chưa? What do you eat for breakfast? Bạn ăn gì vào buổi sáng? Đúng rồi, giỏi ha, bạn gì vào buổi sáng ha. Rồi Lâm trả lời cho cô nè. Bây giờ Lâm trả lời từng cái món mà Lâm ăn bằng tiếng Anh đi, rồi cô sẽ chỉ trả lời bằng cả một cái câu luôn ha. Dạ cô ơi. Sao? Chữ sốt đọc lại gì vậy cô? Sốt. À, sốt đúng không? Sốt là, đợi cô xíu cô type vào bút chat ha. Sauce. Đây, this word. Đây, sauce. Ok. Sauce. Ok. Rồi, sauce. Chicken soup cheese. À, soup đúng không? Làm nó là soup đúng không? Yeah. Sauce này là lẹn sốt với tương á. Còn cái mà Lâm nói là soup. Soup là cái soup đúng không? Yeah. Chứ Lâm nói nó là chicken thì phải là chicken soup ha. Soup gà đúng không? Dạ. Yeah. Chứ sao nè? Rồi. Vậy bây giờ trả lời cho cô là what do you eat for breakfast? Chicken gì? Chicken sauce. Chicken sauce hả? Chicken sauce. Cheese. Sao sao? Cheese hả?
Cheese phô mai cô. Đúng rồi, cheese ha. Cheese. Cheese gì? Chicken sauce phô mai. Gà sốt phô mai á hả? Yeah. À ok. Vậy là chicken with cheese sauce ha. Đây. Đợi cô xíu. With cheese sauce. Ok không? Yeah. Thấy chưa? Rồi ha. Ok. So what did you drink? Làm uống gì nè? Milk or water? Milk or water? Có ăn thì phải có uống đúng không? Buổi sáng làm uống gì nè? Water thôi đúng không? Yeah. À, ok. And water. Ok. Nà, cà rốt và rác. Florentin là con chơi. Sơn mà type, sơn mà type mấy cái mà gây khó hiểu cho mọi người nữa là cô không cho type nữa nha. Để cho bạn ôm lại bài ha, cô chuẩn bị hỏi bài mới, bài cũ của Sơn đó. Xíu ra chơi mình sẽ nói về cái vấn đề này ha. Rồi. Rồi. So if you want to answer my question, what do you eat for breakfast? You will answer like I have or it. Đây, blah blah blah. Nè, khi mà Lâm muốn Lâm trả lời cái mẫu câu này của cô, bạn ăn gì cho buổi sáng ha. Lâm sẽ trả lời là I have hoặc là I eat ha, là tôi có hoặc là tôi ăn rồi cái món ăn của mình. Ok. Lâm theo kịp không? Được. Rồi, vậy Lâm trả lời lại bằng nguyên cái mẫu câu dùng giúp cô nè. Ai? Ai gì? Rồi, cô hỏi lại nha. Sơn is going. What do you eat for breakfast? I eat chicken sauce. Cô dạy từ gà sốt phô mai là gì? Lâm mở box chat ra nè. Chicken with cheese sauce. Ok, giỏi. Rồi, đến với phần thứ hai ha. Phần thứ hai chúng ta học What do you like for breakfast? Yeah. Cái bài đọc có tên là bạn thích gì cho cái buổi sáng ha. Rồi, ở đây người ta phỏng vấn bốn bạn trẻ về cái món ăn sáng yêu thích của họ đúng không? Rồi, đây là bốn bạn trẻ ha. Bạn trẻ đầu tiên, he's from Egypt. Ok, bạn ấy đến từ Ai Cập ha. Bạn trẻ tiếp theo là đến từ Scotland, ok. Bạn nữ này thì quen thuộc ha. Vietnam, ok. Còn bạn nữ cuối cùng là đến từ Mexico. Ok, đây. Cô biết là cô nghĩ là chắc Lâm cũng đã ôm lại, Lâm cũng đã xem qua cái bài mới của mình ở nhà rồi đúng không? Ấy là cái bài cũ của mình ở nhà rồi đúng không? Rồi nên phần này thì cô sẽ đi qua nhanh thôi ha. Rồi, bây giờ đây là còn phần 3 là những cái từ mới ha, những cái từ mới của cái bài đọc vừa rồi ha. Rồi. Bây giờ đến phần của bạn Sơn ha. Sơn, turn on your mic. Please. Yes. Rồi, bây giờ cô sẽ kiểm tra những cái từ mới đó với Sơn ha. Rồi, trả lời cho cô ha. Chứ nếu không bạn Sơn tiếp tục type vào box chat gì đây, Nakarop và gì đó. Rồi. Rồi ha, so answer for me. What is coconut? What does it mean? Coconut. Dừa. Okay. How about chili? Chili. This word. Chili là gì nhỉ? Ớt. Đúng không rồi. Không phải ớt, không phải ớt đâu bé ơi. Đúng đấy. Rồi, bạn trả lời đúng rồi. Chili là ớt nha. Không phải tương. Đâu. Không.
tương là sauce nha. Tương là sauce ha. Tương là sauce hoặc là sốt ha. Còn sauce là tương hoặc là sốt. Còn tương ớt ha, là cái chúng ta có tương ớt là cái cụm từ chili sauce mới là tương ớt ha. Còn chili không thì là ớt, là quả ớt. Ok không? Ok. Rồi. Bạn Lâm trả lời đúng rồi. Không phải ớt đâu bé ơi. Rồi, rồi bây giờ trả lời cho cô là. Rồi. Answer for me, cereal. Cereal. What's the meat? Cereal. Ngũ cốc. Rồi, giỏi. Cereal là ngũ cốc ha. Là từ này là Lâm. Làm thấy không? C-E-R-E-A-L. Ok. Đây. Đây là từ ngũ cốc ha. Rồi. Vậy trả lời cho cô. Bỗng ngô là gì? Bỗng ngô. Con gì ta? Bỗng ngô là gì nhỉ? Giờ trên Google một cái. Không có giờ trên Google nha. Chúng mình bản lĩnh của Florentino nè. Rồi, chúng ta có từ gì? Xem lại trong bài đọc coi. Con. Con. Flakes. Corn flakes. Corn flakes. Rồi, giỏi. Lâm từ đây là bỗng ngô nha Lâm. Dạ. Yeah. Rồi. Corn flakes, bỗng ngô ha. Bỗng ngô là gì? Làm bắp á. Bắp rang bơ là cornflakes with butter nha. Còn bỏng ngô là nó chỉ là cái bắp thôi, nó không có bơ chỏng. Ok. Nó chỉ là bắp người ta làm nóng lên. Làm gì sơn? Bắp người ta làm nóng lên cho nó nở ra, nó nở to ra ha. Làm gì đây? Bạn Sơn hãy nhớ là tất cả những hành động của bạn Sơn làm ở trên lớp học đều sẽ được ghi hình lại và up lên kênh YouTube nha. Quậy đi. Rồi. Rồi bây giờ còn 2 phút nữa Lâm xem lại những cái từ mới và ghi chép vào nha cô, giúp cô nha. Và đây là lọ lên. Đây, những cái từ mới nha. Xem lại từ mới ha. Sơn cũng xem lại những từ mới nha. Rồi, bây giờ là 7:50 ha. Chúng ta sẽ qua sang bài mới ha. Rồi,
Lâm về đọc lại bài đọc và một xíu cô sẽ dạy dặn lại bài tập về nhà của tuần này ha. Đó chính là bài 4 ha. Rồi. Today we're going to lesson 6, okay? Listening part ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài 6. Bài 6 học về kỹ năng nghe ha. Hôm trước là mình học kỹ năng đọc, hôm nay mình sẽ học kỹ năng nghe ha, listening. Okay. Rồi, listening cũng là một cái kỹ năng khá là khó khăn đối với mấy bạn vừa tiếp xúc với cái tiếng Anh không lâu ha. Đợi cô xíu để cô bật phải nghe. Rồi, part 1. Mời Lâm. Lâm đọc lên cho cô phần 1. Người ta yêu cầu mình học về cái gì nè? Listen and Number. Rồi, number, ok. Rồi, đợi cô xíu, cô mở phải nghe cho ha. Rồi, listen and number. Rồi, Sơn trả lời cho cô, listen and number là người ta yêu cầu mình làm gì vậy? Yes. Listen and number là người ta kêu mình làm gì vậy? Listening. No. This part. Translate this sentence into Vietnamese. Nghe và đến viết số. Rồi. Nghe và đánh số ha. Rồi. Chờ cô để cô chuẩn bị file nghe ha. Rồi. Listen for me. Rồi. Đợi cô mở phần nghe ha. Sơn, cô nói như thế nào? No. Bé có chơi game Liên Quân không? No. Cô cấm chat nha. No. Rồi. Bây giờ tập trung vào bài học nè. Học nhanh rồi nửa tiếng nữa là mình hơn nửa tiếng nữa là mình ra chơi rồi ha. Rồi bây giờ lắng nghe ha, lắng nghe phần 1 giúp cô nè. Rồi. Listen. Đồng nghe nha. Trong này. Family and Friends 4 by Naomi Simmons. Published in copyright Oxford University Press 2010. CD 1. Listening 1. Listen and sing. We're all back together. Listening 10. Listen and number. Number 1. Bây giờ cô mở cái đúng lại nè. On Sunday. Listening 10. Listen and number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. We always have a big dinner with chicken, vegetables, and potatoes. Sometimes my grandparents, aunts, uncles, and cousins come too. It's a very special day for us because all the family is together. Number 2. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturdays. I always have cheese and tomato pizza with olives. I love pizza. My mum and dad usually have pasta, and we always eat our meal with salad. Number 3. We rarely go to restaurants because my mother loves cooking. I usually help her and we cook a big lunch every day.
We have lots of different food, but my favourite is potato salad. We always have fruit after the meal. Rồi, sau khi nghe lần đầu tiên thì cho cô hỏi là mấy bạn nghe có được hay không? Trong cái đoạn audio người ta có nói nhanh quá không? Lam nghe kịp không? Yeah. Rồi, các bạn đều nghe kịp ha. Rồi bây giờ khó hơn tí xíu là chúng ta sẽ vừa nghe vừa ghi chú xuống ha. Mình nghe được cái gì trong cái câu 1 thì mình sẽ ghi cái từ đó, ghi chú từ đó xuống ha. Đều là những cái từ quen thuộc hết. Rồi cô chỉ yêu cầu các bạn là nghe được cái phần đó và ghi cô chú cho cô những cái món ăn mà từng bạn một ăn ha. Rồi, hoặc là ghi chú những cái từ, ví dụ như là cái từ mà mình có thể nghe được cái người đó ha. Rồi, nghe lại ha, tập trung nè. Listening 10. Listening 10. Listen and number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. Rồi, tiếp tục. We always have a big dinner with chicken, vegetables, and potatoes. Sometimes my grandparents, aunts, uncles, and cousins come too. It's a very special day for us because all the family is together. Right. Number one. Number one, các bạn nghe được những cái từ gì nè? Sơn trước. Sơn, what could you listen from? Number one. Dinner. Rồi, đầu tiên là dinner ha. Number one, bạn Sơn nghe được từ dinner. Rồi, ngoài từ dinner còn gì nữa không? No. No, okay. Rồi, Lâm, còn Lâm, Lâm nghe được những từ gì nè? Sơn, tập trung vào nha. My mom like cookie. Rồi. My mom likes cooking. My mom likes cooking ha. Rồi. Mình nghe được đúng không? Ok, rồi, nghe lại number 1 một lần nữa ha. Listening 10. Listen and number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. We always have a big dinner with chicken, vegetables, and potatoes. Sometimes my grandparents, aunts, uncles, and cousins come too. It's a very special day for us because all the family is together. Right. Number 2. Rồi. Sơn có Sơn nghe được thêm từ gì mới không nhỉ? Sunday. Cái gì? Sunday và gì? Saturday. Rồi, từ đó đọc là Saturday ha. Ok. Rồi. Lâm nghe được thêm từ gì mới nè? Yeah. Potato. Rồi, potatoes. 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 Rồi, còn từ nào nữa không? Also. Rồi, potatoes ha. Okay. Rồi, bây giờ cô sẽ cho nghe lại lần thứ ba ha. Listening 10. Tìm thêm từ mới. Listen and number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. We always have a big dinner with chicken, vegetables, and potatoes. Sometimes my grandparents, aunts, uncles, and cousins come too. It's a very special day for us because all the family is together. Right. Number 2. Lâm còn nghe được từ mới gì nữa không Lâm? Chicken. Rồi, okay, chicken. Roasting.
chicken vậy gì nữa? Salad. Salad hả? Cái này hả? Có phải không Lâm có nghe được từ salad không? Nếu nghe thì cô sẽ để đây, còn không thì cô sẽ xóa. Rồi, vậy bây giờ cô mời Sơn. Sơn nghe được thêm từ gì mới này? Sơn nghe được gì mới? I don't know. I don't know. Okay. Rồi. Sau khi nghe ba lần thì chúng ta thu hoạch được bao nhiêu đây? Những cái kiến thức mà những cái phần mà mình nghe được ha. Rồi bây giờ mình chuyển sang number 2 nè. My family usually goes rồi, to a number 2 nha. Number 2. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturdays. I always have cheese and tomato pizza with olives. I love pizza. My mum and dad usually have pasta, and we always eat our meal with salad. Number 3. We rarely go to restaurants because my family usually because all the family is together. Right. Sau khi nghe number 2, Sơn nói cho cô, Sơn nghe được gì ở cái number 2 này? Những từ gì? Nghe để ghi chép nha Sơn. Chứ nếu mà Sơn nghe không có ghi chép thì không có nhớ được đâu nha. Gì vậy? Gì mà câu có như vậy? Có nghe được từ gì không? Rồi, cô mời Lâm. I love pizza. Salad. That usually meal. Không, nếu mà mình không thể nghe được cả câu mà không nhớ rõ cả câu thì mình nghe những cái từ khóa nhỏ thôi ha. Rồi, Lâm nghe được chữ milk nữa đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Còn từ nào nữa không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lần 2 ha. Sơn tập trung nghe và ghi lại những cái keyword giúp cô nè. Number 2. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturdays. I always have cheese and tomato pizza with olives. I love pizza. My mum and dad usually have pasta. And we always eat our meal with salad. Rồi. Number 3. Lần nghe thứ hai ha. Rồi Sơn trả lời cho cô lần nghe thứ hai nghe được từ gì nè? Con nghe được từ pasta. Rồi pasta, đọc lại cho cô. Pasta. 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 Rồi, còn từ gì nữa không? Còn từ không có nhựa nha, làm vậy rất là ồn nha. Nói gì vậy? Tao không biết. Rồi, ok, rồi. Cô mời Lâm. Bỏ tay xuống nào Sơn, giơ tay lên đây. Rồi. Không nghe được chữ my family. Rồi, my family ha. Family, my family. Đọc lại cho cô. My family. Rồi, I three minutes. Rồi, ok. Rồi, Lâm còn nghe được từ nào nữa không? Rồi, my family. It's okay.
hết một câu rồi. Rồi, ok. Mình sẽ chờ bạn Sơn quay lại trong một tí xíu nữa sẽ tiếp tục ha. Bạn Sơn đi vệ sinh. Sơn trốn cô kìa. Sơn. Yes. Okay. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại lần thứ ba ha. Chán quá. Ai u. What? What do you want? Thấy bạn đang rất là chăm chỉ học tập không? Mà mình bảo là mình chán hả? Rồi, tập trung nghe nha. Always have cheese and tomato pizza with olives. I love pizza. It's a very special. My family usually go. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturdays. I always have cheese and tomato pizza with olives. I love pizza. My mum and dad usually have pasta, and we always eat our meal with salad. Number three. Rồi. Lâm trả lời cho cô là Lâm nghe được thêm từ gì mới nữa không? Usually go. Usually go. My family usually go, đúng không? Yeah. My family usually goes to. Rồi. My mom and dad. Okay. My mom and dad. Rồi. Còn gì nữa không Lâm? Dạ hết rồi. Rồi, còn Sơn. Cô dặn là ngồi tập trung nghe và ghi chép những cái từ mới. Ngồi không, giỡn, chơi rồi bảo là chán. Hôm nay thái độ không tốt, học không tốt nha. Dạ, Lâm còn bị nghĩ còn nhiều hơn con nữa. Sao chứ? Bạn Lâm gì? Nghĩ. Bạn Lâm được nghĩ gì? Nghĩ là khi lúc bạn Lâm được nghĩ là khi đó con học vậy thì ngày mai bạn Lâm vô thì con sẽ được nghỉ chứ. Tại sao con lại được nghỉ trong khi con join vào cái lớp này thì con phải học chứ? Không có luật lệ đó được. Vậy bây giờ con hỏi là ví dụ mỗi tháng bạn Lâm đóng tiền thì con có đóng tiền không? Đóng tiền học đấy. Bạn Lâm đóng tiền, con cũng đóng tiền đúng không? Thì tại sao bạn học mà con nghỉ?
Bởi vì bạn Lâm lắp tới, bạn Lâm có vấn đề, bạn Lâm mới nghỉ, chứ không phải là bạn Lâm join in vào rồi ngồi nghỉ nha, rồi ngồi chơi nha. Bạn Lâm học rất là chăm chỉ, con thấy không? Ok, rồi. Trả lời cho cô là có nghe được bất cứ từ gì mới nữa không? Rồi, nghe là nghe thở dài vậy ra cô biết là không nghe được từ gì mới nữa thêm đúng không? Bài này khó, khó quá. Khó nên là cô bảo là nghe những cái từ khóa mình có thể nghe được. Bạn mình nghe rất là ổn, vẫn nghe được rất là nhiều từ khóa mà mình không tập trung nghe thôi. Ok, rồi đến number 3 là tập trung nghe giúp cô nha. Rồi nghe nè. We rarely go to restaurants because my mother loves cooking. I usually help her and we cook a big lunch every day. We have lots of different food, but my favorite is potato salad. We always have fruit after the meal. Rồi, Sơn trả lời cho cô. We always. Rồi, ngoài we always còn gì nữa không? Chicken. Rồi, từ gì nữa? No. Rồi, Lâm, trả lời cho cô Lâm nghe được từ gì mới nè. My mom likes cookie. My mom likes cooking, tiếp tục hả? I usually help. Ủa, cái này nó giống với lại. Dạ, cô có chữ salad meal như là chữ meal nữa cô. I usually gì? Rồi. Help mom. Rồi, salad. Salad and milk đúng không? Yeah. And milk ha. Rồi. Nghe lại lần hai ha. Go to restaurant. Eat our meal with salad. Rồi. Number three, yeah. We rarely go to restaurants because my mother loves cooking. I usually help her and we cook a big lunch every day. We have lots of different food, but my favorite is potato salad. We always have fruit after the meal. Rồi. Có nghe được từ gì mới không nhỉ? Salad. We always. I usually help mom. Rồi. Ok. Potato. Potato ha. Huh? Rồi, potato. Rồi. That's a table. Mình sẽ nghe bài. Usually help mom. Rồi. Bây giờ mình sẽ nghe lần cuối cùng ha, lần cuối cùng của cái phần 3 này ha. We have lots of different food. Usually help her and we cook up. My mother loves cooking. We rarely go to restaurants because my mother loves cooking. I usually help her and we cook a big lunch every day. We have lots of different food, but my favorite is potato salad. We always have fruit after the meal. Rồi. Listening 10. Hai bạn nghe, hai bạn nghe từ gì mới nè. We always some food. Okay. We always have fruit, ha. Always have fruit. Long. Đại khái là như vậy ha. Big lunch ha. Big lunch. Rồi còn Sơn thu hoạch được từ gì mới nè. Dạ cô ơi. Sao?
chữ con nói từ hồi nãy con ghi là food chứ phải root cô ơi. Food hả? Yeah. Food hay fruit ha? Ok, check, xíu check lại ha. Chứ cô là cô nghe được từ fruit ấy. Fruit, trái cây ha. Rồi. Sơn nghe được gì nè? Ok. Rồi. Bây giờ hai bạn sẽ quan sát cho cô ba bức hình dưới đây ha. Bức hình A, B, C ha. Ba bức hình này là ba khung cảnh ăn uống của ba gia đình khác nhau, ok. Rồi, bây giờ chúng ta nhiệm vụ đầu tiên, phần 1, listen and number, chúng ta sẽ nghe từng gia đình ha, nghe từng gia đình nói và chúng ta sẽ nghe để hiểu cái khung cảnh ăn uống của cái gia đình đó, rồi mình sẽ điền số vào từng bức tranh nha. Ví dụ như bức hình đầu tiên là nó tương ứng với lại số 1, number 1 thì tương ứng với lại bức hình nào ha. Chúng ta có ABC ha, tương ứng với từng với mỗi cái số trong cái đoạn audio ha. Bây giờ mình sẽ nghe lại cái đoạn audio và mình sẽ điền số vào trong cái bức hình tương ứng ha. Là số 1 sẽ tương ứng với bức hình nào, số 2 tương ứng với bức hình nào, số 3 tương ứng với bức hình nào ha. Rồi, bây giờ trước tiên cô mời Sơn miêu tả lại cho cô bức hình A, Sơn có thể thấy khung cảnh này là ở đâu nè? Ở nhà. Rồi, đầu tiên là ở nhà. Rồi, ngoài ở nhà thì có thể thấy gì nè? Thấy bếp, thấy bồn nè. Rồi, thấy được cái bàn ha. Rồi. Dĩa nước cam. Rồi, Lâm bổ sung thêm cho cô. Khung cảnh này. Nước canh, lá cây. Ok. Có tomato nữa. Rồi, và bạn nữ này đang phụ mẹ dọn bữa tối đúng không? Không, có thể là buổi tối hoặc là buổi trưa đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, đến bức hình tới bức hình B. Bức hình B Lâm miêu tả trước cho cô. Ở đây là khung cảnh ở đâu? Trong quán. Đúng rồi, trong quán hay là trong nhà hàng ha. Yeah. Rồi. Không thấy có trái cây pizza đầu bếp. Rồi, trái cây pizza đầu bếp ha. Rồi, Sơn thấy được gì trong bức hình B nè? Anh thấy được cốc nước. Rồi. Có người. Rồi, ok. Có rau củ quả vegetable nữa. Rồi, ok. Rồi, bức hình C Sơn nói trước cho cô, Sơn nói trước giúp cô nè, bức hình C Sơn thấy được gì nè? Con thấy người nè, thấy cốc nè, thấy đĩa nè. Thấy rau nè. Rồi. Lâm bổ sung cho cô, Lâm thấy được gì ở bức hình C nè? Bức hình C này có phải là một cái gia đình không? Một đại gia đình không? Dạ. Có nhiều hình viên. Con thấy có một ông đang bế em bé đằng sau. Rồi, ok. Vậy là người này có thể là... Thịt với ly nước, dĩa, rồi. Đồ ăn. Rồi. Bây giờ sau khi mình xem được cái khung cảnh của những cái bức hình này ha, mình sẽ nghe lại cái đoạn khi nãy và chúng ta sẽ điền 1, 2 hoặc 3 vào từng bức hình ha. Bức hình nào sẽ tương ứng với lại cái số nào ha. Nghe nè, nghe kỹ nha. Listening 10. Rồi. Listen and number. Number 1. Number 1 nè. On Sundays, my family always eats together. Rồi. We always have a big dinner with chicken, vegetables and potatoes. Sometimes my grandparents, aunts, uncles and cousins come too. It's a very special day for us because all the family is together. Các bạn có đáp án chưa nhỉ? Lâm chắc được là number 1 mình đi vào bức tranh nào chưa? Bức hình nào chưa? Còn bức hình thứ 1, số 1 là con thấy chữ My mom loves cookie là bức hình A. Rồi. Lâm đoán là bức hình A đúng không? Rồi, Sơn. Còn Sơn như thế nào? Sơn đoán số 1 là ứng với bức hình nào này? Số 1 ứng với bức hình nào? C. C, rồi.
Sơn thì đoán đây là C ha. Rồi. Rồi. Sơn giải thích cho cô tại sao lại là bức hình C nè. Tại vì thế người ta ghi bài rồi. 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 Mình phải nghe để mình hiểu nha, chứ mình không có dựa vào đáp án của người ta ha. Rồi bây giờ tại sao và bây giờ đáp án là bức hình nào thì hai bạn lắng nghe cô phân tích ha, mình sẽ nghe lại ha. Listening 10. Listen and number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. We always have a big dinner with chicken, vegetables and potatoes. Sometimes my grandparents, aunts, uncles and cousins come too. It's a very special day for us because all the family is together. Rồi. Đáp án sẽ là bức hình C ha. Lý do tại sao lại là bức hình C? Đầu tiên bạn này nói là gia đình của bạn này thường ăn chung với nhau ha, và các bạn có thể nghe được bạn đó liệt kê một loạt các thành viên trong gia đình ha. My aunt, uncle, my grandfather. Ok, người đàn ông này là grandfather ha. Aunt and uncle nghĩa là những cái cô dì chú bác trong nhà ha. Vậy trong ba bức hình này thì chỉ có bức hình C. Bức hình C là có đông thành viên nhất ha, là một đại gia đình lớn ha. Có ông, có các cô dì chú bác trong nhà ha. Rồi. Nghe lại giúp cô ha. Listening 10. Listen and number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. Rồi. On blah blah blah, my family always eat together. On gì? On gì? Ngày vào ngày thứ mấy trong tuần thì gia đình của bạn này ăn với nhau nè. Sơn nghe được không? Saturday. Có phải Saturday không nha? Rồi Lâm, Lâm nghe là ngày thứ mấy? I don't know. Rồi, nghe lại ha, nghe lại ha. We always have a big dinner. Listening 10. 1. On Sundays. Rồi, on Sunday. Sunday. Sunday là thứ mấy? Thứ bảy. Thứ hai. Có phải không? Sunday là chủ nhật ha. Sunday ha. Còn thứ hai là Monday. Thứ bảy là Saturday. Ok. Rồi. My family always eats together. Rồi, my family always eat together. And number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. Rồi, on Sunday, my family always eat together. We always have a big dinner. We have big or small dinner. Họ có một cái bữa ăn lớn hay nhỏ nè. Sơn? Yes. This family has big or small dinner. Small dinner. Câu B. Không phải, cô đang phân tích cái câu C này mà. Lâm. Dạ. Yeah. Lâm nhìn vào bức hình này, Lâm thấy đây là một bữa ăn lớn hay một bữa ăn nhỏ? Một bữa ăn lớn. Ok, rồi lắng nghe người ta nói cái gì về cái bữa ăn lớn này ha. Number 1. On Sundays, my family always eats together. We always have a big dinner. Rồi, We always gì? We always have gì? Eat together. We always have big dinner, ha? Huh? On Sunday, my family always eat together. We always have big dinner, ha? Huh? Rồi. Đây, vậy là bức hình C sẽ ứng với lại number 1 ha. Huh? Rồi bây giờ các bạn nghe cho cô number 2. Grandparents, aunts, uncles. Rồi, khoan đã. Chúng ta vừa nghe được từ grandparents, aunt, uncle. Nhưng cô đã phân tích đây là bức hình C. Chỉ có bức hình C mới có đầy đủ tất cả những cái người đó thôi. Là ông bà ngoại ha. Rồi cô dì chú bác ha.
Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe number two. Sorry. And cousins come too. It's a very special. My family usually go together. Rồi, nghe nha. Number two. Number two. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturdays. I always have cheese and tomato pizza with olives. I love pizza. My mum and dad usually have pasta, and we always eat our meal with salad. Rồi. Number three. Lâm cho cô biết number two, Lâm sẽ điền vào bức tranh nào nè. Number two sẽ điền vào bức tranh B. Rồi, bức tranh B ha. Tại sao? Cho cô biết lý do nè. Tại vì hẳn là I love pizza. Bức tranh B cũng là mình gửi bạn mà. Rồi. Bước mà đang ăn pizza. Ok, giỏi. Rồi, còn bạn Sơn. Sơn cho cô biết là number two Sơn điền vào bức tranh nào? Điền vào bức tranh C luôn. Tranh C. Làm gì vậy? Có cô ở đây mà làm gì vậy? Sơn không nghiêm túc học hôm nay. Cô phê vào trong nhận xét hôm nay là học không tốt nha. Học không nghiêm túc nha. Nãy giờ cô không thấy con tập trung vào bài học mà con làm việc riêng và con rất là không tập, con rất là thiếu tập trung và thiếu tôn trọng cô nha. Ok. Rồi. Đây là bạn Sơn điền số 2 vào trong bức hình C tiếp đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ check lại ha. Làm nghe cô check lại nha. I always have cheese and tomato. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturday. Rồi, my family usually goes to pizza restaurant on Saturday. Ok. Gia đình của tôi thì thường tới đâu lắm? Cho tôi biết là thường tới đâu? Tới quán pizza. Đúng rồi, tới nhà hàng pizza vào Saturday hay là thứ sáu. Đúng rồi, vào Saturday là thứ bảy ha. Thứ sáu là Friday ha. Rồi. Thứ bảy là Saturday, thứ sáu là Friday ha. Rồi, vậy là nghe câu đầu tiên là chúng ta đã biết là đáp án của bạn Lâm là đáp án chính xác ha. Bức hình thứ B, bức hình B ứng với lại câu số 2 ha. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe. I always have cheese and tomato pizza. Rồi, I always have cheese and tomato pizza. Rồi, I always have cheese and tomato pizza. Rồi, cho cô biết cheese and tomato pizza là pizza gì vậy? Pizza phô mai. Rồi, and tomato. Tomato là gì? Tomato là gì? Khoai tây. Sơn, tomato có phải là khoai tây không? Tomato là tomato là cà chua. Rồi, ok. Tomato là cà chua nha Lâm. Khoai tây là potato ha. Đây. Potato. Ok, đây mới là khoai tây ha. This word. Còn tomato là cà chua. Rồi, tomato. Cheese and tomato pizza. Ok. Rồi. With olives. I love pizza. My mum and dad usually have pasta, and we always eat our meal with salad. Rồi. Number three. We rarely go to restaurants
We always eat our meal with salad. Right, we always eat a meal of salad, okay? Họ thường ăn những cái này với lại salad ha. Rồi, vậy bây giờ đến với number 3 ha, number 3, bức hình cuối cùng ha. Number 3. We rarely go to restaurants because my mother loves cooking. Rồi, we gì? Có phải là we always không? We love cooking. We dinner. Rồi, we rarely ha. Đây. We rarely. Rồi, có bạn nào nhớ rarely nghĩa là gì không? Hiếm khi. Đúng rồi. Hiếm khi ha. We rarely go to restaurant. Gia đình của chúng tôi thì hiếm khi đến. Đến đâu? Đến nhà hàng. Đến nhà, hiếm khi đến nhà hàng ha. Rồi, tương ứng với lại nó rất là, từ câu đầu tiên nó đã khớp với lại bức hình A rồi ha. Bởi vì đây là khung cảnh bạn này và mẹ đang nấu ăn ở đâu đây? Ở nhà. Rồi, ok, ở nhà ha. Tiếp tục. I usually help her and we cook a big lunch every day. Rồi. Restaurant. Because my mother loves cooking. Rồi, như bạn Lâm đã nói ha, because my mother loves cooking. Bởi vì mẹ của tôi thì thích. Thích gì? Bánh quy. Không phải không? Cooking là gì nhỉ? Cooking là gì? Nấu ăn. Đúng rồi, nấu ăn ha. Bởi vì mẹ của tôi, chứ gia đình tôi thì rất là hiếm khi đến nhà hàng. Bởi vì mẹ tôi thích nấu ăn ha. Sơn. Kể đi, kể đi. Bạn Sơn không chú ý học tập xíu, cô sẽ phê vào cái phiếu nhận xét ha. Rồi, một xíu cô sẽ nhắc lại bạn ha. Cô sẽ nhắc bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nghe. Khoan đã, mình sẽ nán lại chờ bạn Sơn một xíu. What did you go, Sơn? Mới vừa đi đâu đây? Con, dưới, tất cả mọi người trong nhà của con lớn rồi, nói ít thôi. Vậy hả? Rồi, cô vừa tính vào hỏi bạn Sơn là đi đâu để bỏ lớp ha, để cô và bạn Lâm ngồi chờ lâu đây. Rồi, tiếp tục nghe nha. I usually help her. And we could... Rồi, I usually help her ha. Tôi thường giúp mẹ tôi ha. A big lunch every day. Rồi, we could have big lunch every day ha. Big lunch. Một cái bữa ăn gì ta? Một cái bữa ăn trưa gì? Lớn hay nhỏ? Nhỏ. Big lunch. Lớn. Ok, big lunch là lớn nha. Tiếp tục nè. We have lots of different food, but my favorite is potato salad. Rồi, we have lots of different food, but she loves it. Potato salad. Rồi, potato salad là món gì nhỉ, Sơn? Potato salad là món gì? Potato salad là món... rau salad. Có phải không? Rồi, Lâm cho cô biết potato salad, Lâm dịch là gì? Vậy cô nói gì, đọc lại con. Bạn nữ trong cái đoạn audio nói là bạn nữ thích ăn potato salad. Rồi, Lâm hiểu từ potato salad này là món gì nhỉ? Potato salad có nghĩa là khoai tây và cà chua. Không, salad là rau củ trộn. Rau trộn khoai tây. Rồi ok, vậy là salad khoai tây ha. Ok, rau trộn khoai tây ha. Rồi, tiếp theo. We always have fruit after the meal. Rồi, we always have fruit ha. Fruit after the meal ha. Meal này là từ này nè. Từ meal này nè, không phải là từ meal của sữa nha. Từ meal này là bữa ăn ha. We always have fruit after the meal. Chúng ta thì luôn có trái cây sau bữa ăn ha. Rồi.
Bây giờ đến với phần 2, part 2. Part 2 đọc cái yêu cầu lên giúp cô nè Sơn. Nhanh lên nào. Yes, yes, yes. Part 2, đọc yêu cầu lên giúp cô. Part 2. Đây. Yes. Đọc cái yêu cầu lên bằng tiếng Anh giúp cô này, nhanh lên nào. Oh. Listen gì? Listen. 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 And circle. Listen again. Listen again and circle. The Đã. Rồi, từ này đọc là từ gì Lâm? Dạ. Từ này đọc là từ gì? Nó đọc là từ trước của từ word. Word. Trước từ word từ này đọc là gì? Correct, ha, correct word. Rồi. Listen again and circle the correct word. Ok, rồi. Nghe lại lần nữa và khoanh tròn cái từ chính xác ha. Rồi, các bạn nhìn nè. Chúng ta sẽ nghe lại ba bức tranh này lần nữa. Bạn Sơn kêu bạn. Con khoanh tròn hết rồi. Con khoanh tròn hết rồi. Rồi, ok, con khoanh tròn thì con đã bạn Lâm nghe ha. Rồi một xíu cô sẽ hỏi đáp án. Rồi mình sẽ nghe lại ba bức tranh này. Và nghe xem, mình sẽ khoanh tròn xem. Mình sẽ khoanh tròn một trong hai từ này. Mình nghe và mình sẽ khoanh tròn cái từ đúng ha. Đầu tiên là dinner or lunch. Rồi bức tranh này, cô bạn này nói về bữa ăn trưa hay là bữa ăn tối ha. Dinner là bữa ăn trưa hay bữa ăn tối Lâm? Lâm chưa mở mic kìa Lâm. Dạ, cô đã ăn tối. Đúng rồi. How about lunch? Lunch là buổi trưa hay buổi tối? Lunch là buổi trưa. Rồi, ok. Rồi, đến với cặp thử thứ hai, mình nghe bức tranh. Mình nghe cái bức tranh B và xem là gia đình bạn này đi ăn nhà hàng vào Saturdays or Sundays ha. Mình sẽ khoanh tròn một trong hai cái này ha. Rồi Saturdays là thứ mấy? Saturdays class nghĩa là những ngày thứ mấy? Saturday. Saturday là ngày thứ mấy? Saturday. Sai. Saturday là đúng nhất. Sai. Saturday là thứ bảy. Rồi, ok. How about Sunday? Sunday là thứ mấy vậy Lâm? Chủ nhật. Rồi. Chủ nhật. Rồi, chủ nhật ha. Rồi. Bức hình C mình sẽ nghe xem cái bức hình này người ta nói về món nào ha? Món chicken hay là món salad ha? Chicken là gì? Quá dễ luôn. Chicken là gà, salad là rau. Rau trộn ha. Tất nhiên thì người ta phải chọn chicken thôi. Ủa, rồi nếu mà người ta thích ăn salad thì sao nè? Thì thôi chứ thì sao? Vậy hả? Để xem nha. Người ta ăn salad. Cô 9 giờ đúng nghỉ đi. Còn nếu mà học, nếu mà giữ cái thái độ học không nghiêm túc, cô bắt học tới 10 giờ. Tập trung học nè, học nhanh mình sẽ được nghỉ ha. Rồi, nghe nha. Listening 10. Rồi. Listen and number. Number 1. Number 1 ha, nghe number 1 trước. On Sundays, my family always eats together. We always have a big dinner with chicken, vegetables. Rồi. Chúng ta vừa nghe qua đáp án đó, các bạn nghe được cái gì? Món gì? Sơn nghe được đáp án gì? Pizza. Không, mình đang nghe bức hình mở nhất. Rồi, chicken ha. Rồi, Lâm nghe và check lại giúp cô nè. In 10. Listen and number. Number 1. On Sundays, my family always eats together. We always have a big dinner
with chicken? Rồi, we always have big dinner with gì Lâm? Dinner with, with chicken. Đúng rồi, with chicken ha. Rồi. And potatoes. Sometimes my grandparents, aunts, uncles, and cousins come too. It's a very special day for us because all the family is together. Rồi. Bây giờ đến với number two nha, bức hình B nha. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturdays. Rồi. I always have cheese and tomato pizza with olives. I love. Rồi, my family usually go to pizza restaurant on. On gì? Các bạn nghe được đáp án là thứ mấy nè? Rồi, nghe lại nha. Number two. My family usually goes to a pizza restaurant on Saturday. Rồi, on gì? On the Saturday. Rồi, on Saturday sao? Saturday sao? Rồi, giỏi. Saturday là gì? Trả lời lại cho cô là làm. Saturday là thứ bảy. Đúng rồi, thứ bảy ha. Rồi. I always have cheese and tomato pizza with olives. I love pizza. My mum and dad usually have pasta. And we always eat our meal with salad. Rồi, tới bức hình thứ number three ha. We rarely go to restaurants because my mother loves cooking. I usually help her and we cook a big lunch every day. Rồi, we could have gì? Big gì? Big dinner hay big lunch? Đúng rồi, big lunch ha. Giỏi, big lunch. Rồi. Bây giờ chúng ta đã xong phần 1 và 2 rồi ha. Bây giờ trước khi đến phần speaking ha, bây giờ các bạn cho cô biết là bây giờ muốn ra chơi hay là mình tiếp tục học và mình nghỉ đúng vào lúc 9 giờ, còn nếu mà ra chơi thì mình sẽ nghỉ trễ hơn tí xíu. Không muốn ra chơi. Không ra chơi. Rồi. Không chơi. Không ra chơi ha, ok. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục qua phần speaking ha. Speaking, đọc yêu cầu của phần speaking giúp cô nè, Lâm. Cô học hết một gian đúng không? Speaking là... Học hết một gian đúng không? Cái gì? Là hôm nay học hết một gian đúng không? Con hỏi ai vậy? Con hỏi lại, cô mới trả lời. Trời ơi, hôm nay học hết một gian đúng không? Đúng rồi, ok. Rồi, Lâm đọc yêu cầu của phần speaking cho cô. Trước tiên trả lời cho cô speaking là gì? Speaking là gì vậy, Lâm? Speaking là... Kỹ năng nói ha. Kỹ năng nói. Ha, speaking là nói ha. Rồi, vậy trả lời cho cô listening là gì? Listening là nghe. Rồi, how about writing? Writing là? Writing. Như thế này là gì? Viết. Ok, viết ha. Rồi, ok. Vậy bây giờ Lâm đọc cho cô yêu cầu của phần 3 nè. Nhanh lên nào. Yeah, yêu cầu là work. Ask work. Rồi. Number 3, ask and answer. Đọc lại cho cô nè Lâm. Number 3, ask and answer. Answer. Rồi, ok. Rồi, Sơn dịch yêu cầu này cho cô. Là Tao không biết.
Rồi, ok. Ask nghĩa là hỏi. And hỏi. Answer. Hỏi và có người hỏi thì phải có người trả lời. Ok. Hỏi và rồi. Trả lời. Rồi, giỏi. Ask and answer. Hỏi và trả lời ha. Rồi. What do you usually eat from breakfast? Rồi, bây giờ đây có 8 câu hỏi. 8 câu hỏi. Nam đọc number 1 cho cô nè. Dạ. Number 1. What do you usually eat from breakfast? Rồi, what do you usually eat for breakfast? Sơn dịch câu này ra tiếng Việt cho cô. Nhanh nào, sắp hết thời gian. What là ai? Không phải, dịch câu này ra tiếng Việt cho cô. Câu này nghĩa là gì? Không biết. Usually là gì? Usually là thường xuyên. Rồi, ok. Breakfast là gì? Breakfast là bữa ăn sáng. Rồi, eat là gì? Eat là ăn. Rồi, không có từ nào mới hết. Tại sao không dịch được? Nó nguyên mùa hạ lực. Bạn ăn gì vào mỗi buổi sáng? Rồi, giỏi. Lâm giỏi ha. Bạn ăn gì vào mỗi buổi sáng ha? Rồi, Sơn trả lời cho cô câu này. What do you eat for breakfast? Trả lời cho cô. Và buổi sáng Sơn ăn gì nè? Cô cho con đi uống nước. Ok, Lâm đi Lâm. I breath and water. Rice and water hả? Bread, bánh mì đúng không? Yes. Yes. Rồi, bread and water ha. Rồi, mình sẽ trả lời như thế nào? Đợi bạn Lâm quay lại ha, rồi mình sẽ tiếp tục ha. Rồi, Sơn còn nhớ mẫu câu hôm thứ tư cô dạy không? I have bread and water. Rồi, giỏi ha. I have bread and water. Giỏi. Rồi. Đợi Lâm quay lại mình sẽ tiếp tục ha. Lâm ơi, vào lớp đi, Lâm ơi. Lâm ơi! Kêu ai vậy? Lâm có nghe được đâu. Lâm ơi, vào lớp mau lên! Ok, Lâm vào lớp rồi cô. Rồi, Lâm ơi, Lâm còn nhớ mẫu câu mà cô chỉ cách để trả lời cái câu What do you usually eat for breakfast vào cái bài này không? Thấy không? Dạ thấy. Rồi, vậy mình sẽ trả lời ai gì? Đây, bread and water là món ăn mà bạn Sơn trả lời ăn vào buổi sáng hôm nay. Vậy mình sẽ trả lời gì nhỉ Lâm? Mình sẽ trả lời như thế nào? Ai gì? Okay, I eat bread and water hoặc là health. Okay. Đánh theo kịp chưa? Yeah. Rồi. Đến câu hỏi thứ hai ha. Sơn đọc câu hỏi thứ hai cho cô. Did you like go to? No. This is number okay, two. Okay. What is your favorite? My favorite. Right. What is your favorite milk? Milk. 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 Yeah, milk là sữa. Milk. Milk bình thường thôi. Milk. Right. You too. What is your favorite milk? Đọc lại cho cô Sơn. What is your favorite milk? Rồi, is có s nha. Đọc lại. What is your favorite milk? Rồi, ok. Đầu tiên, từ milk có nghĩa là bữa ăn ha. Rồi. Hôm trước mình có từ favorite. Bạn nào còn nhớ favorite nghĩa là gì?
biết tôi favorite nghĩa là gì? Yêu thích. Đúng rồi, favorite nghĩa là yêu thích ha. Rồi vậy Lam dịch cả dịch câu này sang tiếng Việt giúp cô nè Lam. Dạ. Câu này nghĩa là bạn yêu thích ăn gì? Rồi, bữa ăn yêu thích của bạn là gì ha? Ok. Do là của bạn ha. What is cái gì? Vậy là bữa ăn yêu thích của bạn là gì? Ok. Rồi, Lam trả lời câu 2 cho cô nè. Dạ. Lam thích ăn gì? I like chicken. What are you doing? Okay, rồi đây, khi mà trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời cái mẫu câu như thế này. My favorite meal is chicken. Okay. My favorite meal is chicken. Stop. Rồi, nghĩa là bữa ăn yêu thích của tôi là thịt gà ha. Rồi, đến với câu hỏi thứ 3, Lâm đọc câu hỏi thứ 3 lên giúp cô nè. Nhanh lên nào, mình còn yeah. 8, mình tới 8 câu hỏi lần này. Dạ. Yeah. Ba là do you go to restaurant with your family? Rồi, đọc lại câu này cho cô nha. Do you go to restaurants with your family? Do you go to restaurant with your family? Rồi, ok. Sơn dịch câu này cho cô. Rồi. Rồi, Lâm có thể dịch không Lâm? Bạn Sơn đấy, đi đâu? Bạn Sơn không biết cách dịch. Bạn đi đâu cùng với gia đình bạn? Rồi, do you go to restaurant? Rồi, bạn nào cho có biết restaurants nghĩa là gì? Rau củ quả. Không, rau củ quả là từ này này. Root. Còn restaurant là gì nhỉ? Restaurant là nhà hàng. Nhà hàng. Ok, rồi family. Family là gì? Gia đình. Gia đình. Rồi, vậy mình dịch câu này như thế nào? Bạn đi nhà hàng nào cùng gia đình. Rồi, hoặc là bạn có đi đến nhà hàng với gia đình không ha? Ok. Bạn có đi tới nhà hàng với gia đình không? Rồi. Trả lời cho cô câu này Sơn. Yes or câu này mình sẽ trả lời là yes or no bởi vì người ta có Yes. Tại vì người ta có do. Đúng rồi, giỏi ha. Rồi, nếu mà yes thì là yes gì? Yes, I do. Rồi, yes, I do ha. Rồi. Đọc câu hỏi thứ tư giúp cô nè Sơn. Where do you eat your lunch? Rồi, where do you eat your lunch? Ok, rồi, Lâm dịch sang tiếng Việt giúp cô. Bạn ăn gì vào buổi trưa? Khoan đã, rồi bạn ăn gì vào buổi trưa người ta sẽ hỏi là what ha, còn đây là where. Rồi làm cho cô biết where nghĩa là gì? Phải ăn thức ăn ở đâu? Rồi ăn cái gì nào? Trưa. Rồi bạn ăn buổi trưa ở đâu ha? Dịch lại cho cô. Bạn ăn trưa ở đâu? Rồi ok. Rồi Lâm trả lời câu này cho cô luôn. Bạn thường ăn trưa ở đâu? Lâm thường ăn trưa ở đâu? Yeah. Nhà hàng. Có phải không? Bình thường mình trả lời những cái mà thực tiễn với mình. Thường ngày á, thường ngày Lâm ăn trưa ở đâu? Ở nhà. Yeah. Rồi. Ở nhà đúng không?
Yeah. Rồi, I eat my lunch at. My lunch at my house. 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 My house. Ở nhà đúng không? Yeah. Ở nhà là at home hay là at house? At home. Home. Rồi, at home ha. Rồi câu hỏi thứ năm Sơn đọc lên cho cô nè. What time do you eat dinner? Rồi, what time do you eat dinner? Lam dịch ra câu cho cô. Chú ý từ what time nha. Time. Time là gì? Giờ. Time là thời gian. Thời gian. Đúng không? Nhưng mà người ta hỏi what time? What time thì mình sẽ dịch là mấy giờ. Ok. Mấy rồi. Giờ bạn ăn tối. Ok, mấy giờ bạn ăn tối ha. Rồi Lam trả lời câu này luôn cho cô. What time do you eat dinner, Lam? Thường thường Lam ăn tối vào mấy giờ? I eat dinner. Ten to five. Có phải không? Mấy giờ? Ten to five hả? Ten to five. Ten to five là 5:10 á hả? Dạ. Ủa Lâm ăn tối vào lúc 4:00 luôn hả Lâm? Dạ xong mấy chị ăn tối 7:00. Rồi 7:00 ha. Rồi vậy là at 7:00. 7:00 tiếng Anh là gì? At gì? Rồi 7:00 tiếng Anh là gì Sơn? 7:00. Đúng rồi, at 7:00. Ok. Rồi. Câu số 6, Sơn đọc lên cho cô. What's your favorite drink? Rồi, drink. What's your favorite drink? Rồi dịch ra tiếng Việt nó giúp cô luôn nè. Bạn yêu thích nước nào? Rồi. Bạn yêu thích nước gì ta? Rồi ok, rồi câu này sẽ dịch là thức uống yêu thích của bạn là gì? Nước okay. Hoặc là bạn thích uống nước nào ha, hoặc là thức uống yêu thích của bạn là gì? Ok. Milk chocolate. Rồi milk, bạn Lâm thích uống milk chocolate. Rồi how about you Sơn? Con thì thích uống milkshake. Rồi. Milkshake, xứng tố hả? Yes. Rồi. Các bạn thấy mẫu câu không? Rồi. Lâm đọc lại cả câu clip này cho cô. Khi mà người ta hỏi câu này, mình sẽ trả lời cái mẫu câu tương tự như thế này ha. My favorite drink is milk chocolate. Đúng rồi, milk chocolate. Chocolate. Không phải là chocolate, chocolate. Rồi Lâm trả lời tương tự cho cô mà thay bằng cái thức uống mà Lâm yêu thích nè. Sơn, I'm sorry, Sơn. My favorite drink is milkshake. Milkshakes. Milkshake. Shakes, có S. Yes. Okay. Rồi. Lâm đọc câu số 7 cho cô. Yeah. Who cook in your family? Rồi, cooks đọc như thế nào? Đọc lại cooks cho cô nè. Cooks. Who cooks in your family? Rồi, Sơn đọc dịch lại cho cô. Ai là người đầu bếp trong gia đình của bạn? Rồi, cooks nghĩa là gì nhỉ? Cooks nghĩa là
đầu bếp. Nấu ăn ha. Ok, cook là động từ, nấu ăn. Who cooks in your family? Ai nấu ăn trong gia đình bạn? Đơn giản vậy thôi ha. Mommy and dad. Mommy and dad. Rồi, ai là người nấu ăn trong gia đình của Lâm nè Lâm? My mom and sister. Ok. Vậy là mình sẽ trả lời là my mom cook in my family. Ok. Hoặc là my mom and dad. Rồi. Cooks. Rồi, in hoặc my là family. Dad ha. Rồi, my mom, sister or dad blah 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 cooks in my family. Rồi, trả lời lại câu này bằng cái mẫu câu mẫu của cô nè. Sơn. My mom and dad cooks in my family. Two minutes. No. Trả lời xong câu 8 rồi hả? 3 minutes ha. Rồi, đọc câu 8 cho cô nè Sơn. What can you cook? Rồi, dịch sang tiếng Việt cho cô luôn. Cook là gì? Cô mới vừa cung cấp nghĩa. Cook là gì? Cook là người nấu ăn. Không phải. Cook là gì? Vậy Lâm, cô mới vừa cung cấp nghĩa. Cook là nấu ăn. Đúng rồi, cook là nấu ăn. Trong câu này cook là nấu ăn chứ không phải là đầu bếp ha. Rồi. Đầu bếp khác. Câu này. Vậy câu này mình sẽ dịch là rồi Sơn đi vệ sinh đi. Đi đi. Rồi Lâm dịch câu này cho cô. What can you cook? Câu này dịch là gì vậy? Dạ, bạn có thể nấu gì? Món rồi gì? Giỏi. Bạn có thể nấu gì ha? Rồi, Lâm có thể nấu gì nè? Dạ, cô trứng luộc, trứng chiên. Ok. Mẹ ăn cơm. I can cook egg. Rice. Ok. Rồi, trả lời là theo mẫu câu cô này. So Lam, what can you cook? Trả lời bằng cái mẫu câu cô vừa ghi nè. Dạ. I can cook egg, rice. Egg and rice. Rồi, giỏi. Chờ, bạn Sơn ngồi chưa nhỉ? Rồi, Sơn. What can you cook? I can cook. What you can cook? Egg. And con biết nấu mì gói không mấy đứa? Các bạn nào biết nấu mì gói không? Pasta luôn hả? Mì. Xịn ha. Mì gói đúng không? Yeah. Mì gói là instant noodles nha. Instant noodles. Còn pasta là mì ống, mì ý ấy. Pasta. Rồi. Ok. Pasta also is accepted. Ok. Rồi. Bây giờ đến với phần writing ha, phần cuối cùng của chúng ta ha. Rồi phần 4 đọc câu phần 4 cô sẽ đọc ha bởi vì nó có những cái từ rất là mới ha. Nhìn nha. Clap and count the syllables in these words. Then write. Okay. Rồi, syllable là gì? Syllable là những cái âm. Những cái âm trong cái từ này. Hiểu không? Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ đọc và đếm những cái âm của những cái từ này. Okay. Vỗ tay và đếm những cái âm của cái từ này ha. Rồi ví dụ đây là từ dinner. Ok. Sơn đọc từ này cho cô này. Dinner. Rồi dinner có mấy âm tiết ha. Dinner, din và ner. Có hai âm tiết có đúng không? Yes. Mình sẽ ghi số 2 vào. Ok. Dễ không? Dễ không? Rồi hai bao nhiêu Lâm? Lâm theo kịp không? Dạ kịp. Rồi, ví dụ từ dinner. Dinner có bao nhiêu, có mấy âm tiết? Din và ner.
hai âm tiết đúng không? Dạ. Yeah. Hiểu không? Thì mình sẽ ghi số 2 vào. Các bạn hiểu chưa? Rồi, bây giờ còn câu 2 tới câu 8, các bạn, cô cho các bạn 3 phút làm nhanh từ câu 2 tới câu 8 cho cô nè. Đọc cái đó lên và ghi cái số âm tiết trong cái từ đó cho cô. Bây giờ cô sẽ ví dụ thêm một từ nữa, ví dụ từ sit. Sit chỉ có một âm tiết thôi. Vậy mình điền số mấy vào? Số 1. Rồi, ok, số 1 ha. Rồi, tương tự làm từ số 3 tới số 8 cho cô nè. Finish. Này, em muốn ăn chất tử. Lâm xong chưa Lâm? Bạn Sơn xong rồi, Lâm xong chưa? Có còn cô cho Lâm thêm một phút nữa ha. Rồi, ok. Một phút nữa nha. Sơn mày im lặng cho bạn làm bài này. Ok. Rồi, Lâm xong chưa Lâm? Yeah. Rồi. Chúng ta sẽ sửa bài ha. Đầu tiên câu 3 có bao nhiêu âm tiết này? Cách sửa bài như thế nào? Bạn sẽ đọc từ đó lên và nói cho cô. Ba âm tiết. Rồi, khoan đã rồi. Sơn sửa câu này. Đọc cái từ đó lên và nói cho cô bao nhiêu âm tiết này? Bao nhiêu? Là nữ phục vụ. Nữ phục vụ. Không phải, đọc bằng tiếng Anh lên trước. Watching. Rồi. Waiting. Rồi, ok, waitress. Đọc lại cho cô. Waitress. Ok, rồi, từ này có bao nhiêu âm tiết nè Lâm? Dạ, con ghi là 2. Rồi, 2 có đúng hay không nha? Đầu tiên quay là 1, dress là 2, 2 âm tiết nha. Đúng ha? Rồi đến với câu 4, Sơn, sửa câu 4 cho cô. Ba âm tiết. Cô chỉ câu sửa sao mà con nói vậy. Coconut. Ba âm tiết. Rồi, ok. Câu 5, Lâm. Dạ, câu 5. Câu 5 đọc là gì nhỉ? Câu 5. Avocado. Rồi,
Câu 5 đọc là avocado. Avocado. Rồi, từ này có nghĩa là gì nhỉ? Làm biết không? Rồi, Sơn có biết từ này nghĩa là gì không? Nghĩa là quả bơ. Quả bơ ha, giỏi. Quả bơ ấy, quả bơ mà phía ngoài màu xanh, nó trong màu xanh vàng ấy. Chứ không phải là butter, là bơ động vật, bơ thực vật đâu nha. Rồi, avocado bao nhiêu âm tiết vậy Lâm? Avocado. Rồi con đi làm một hả? Phải là một không? Thì mình đọc bao nhiêu chữ ở trong cái từ đó thì mình tính bao nhiêu âm tiết. Rồi, Sơn, đáp án của Sơn là gì? Four. Ok, four. Rồi, one hay four nhìn cô ha. Avocado. Four ha. Lâm theo kịp chưa? Dạ kịp. Mình đọc avocado four ha. Rồi, câu 6 đọc cho cô Sơn. Corn. Rồi, từ này có bao nhiêu âm tiết? Một. Rồi, ok. Rồi, làm câu 7 đó cho cô này Sơn. Dangerous. Có phải dangerous không? Mm. Lâm đọc từ này cho cô. Lâm đọc từ của câu 7 nè. Rest gì? Restaurant. Rồi, restaurant. Restaurant. Rồi, restaurant. Sơn đọc lại luôn cho cô. Restaurant. Rồi, restaurant ha. Từ này nghĩa là gì? Nhà hàng. Rồi, nhà hàng. Rồi, từ này bao nhiêu âm tiết? Ba âm tiết. Bao nhiêu âm tiết nhỉ? Ba âm tiết. Rồi, đáp án Sơn là ba âm tiết. Rồi, how about you, Lam? Dạ, con cũng ba. Rồi. Nghe cô đọc lại nha. Từ này mình đọc là restaurant. Restaurant. Ok, restaurant. Hai âm tiết. Rồi, ok, hai âm tiết ha. Tại sao? Rest là một, restaurant hai, ok. Mình không đọc là restaurant nha. Restaurant thì mới là ba âm tiết ha. Còn mình đọc là restaurant hai thôi ha. Rồi. Câu cuối cùng, Lâm. Dạ, câu cuối cùng. Tomato. Tomato. Dạ, chua. Tomato. Tomato. Rồi, số 1. Số 1. Bao nhiêu âm tiết vậy Lâm? Ngon. Bao nhiêu? 1 hả? Rồi, Sơn, bao nhiêu âm tiết Sơn? 3. 3, ok. Tại sao là 3 Sơn? Giải thích cho bạn luôn. Tại vì là tomato là đúng rồi. Làm theo kiểm Lâm. Tomato. Rồi, ok, 3 âm tiết ha. Rồi, cô dặn lại bài tập cho tuần sau này. Kéo lên trang của hôm thứ tư mình học, trang mà có cái bài đọc nè ha. Rồi, làm bài tập thứ tư cho cô. Làm bài tập 4 ha. Bài tập về nhà của các bạn sẽ là bài tập 4. Bài tập 4 là làm gì? Đọc cái đoạn văn này và xem những cái ý này nó thuộc nước nào ha. Ở đây có 4 nước ha, 4 quốc gia ha. 4 quốc gia với 4 kiểu ăn: Ai Cập, Scotland, Việt Nam và Mexico ha. Chúng ta có bao nhiêu câu? 2, 3, 4, 5, 6. Ta có 5 câu ha. 5 câu này mình sẽ đọc cái ý của nó và mình xem là người ở quốc gia nào thì ăn những cái này ha. Những cái món ăn này thuộc quốc gia nào? Nếu là Mexico thì ghi chữ M, Scotland thì ghi chữ S, Việt Nam thì ghi chữ V, Ai Cập, Egypt thì ghi chữ E. Ok? Ok. Rồi, how about you Lâm? Tập 4 cho cô nha. Ok, rồi goodbye. Goodbye, see you again. Bye, see you again. Bye, see you again. Rồi.